chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ giới thiệu cho các bạn những loại kẹo nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là sân vườn của Happy nè. Rất là mát luôn đó các bạn ơi. Nghe tiếng nước chảy rất là đã luôn nè. Và bây giờ Happy sẽ cho các bạn xem cái gói kẹo của Happy nha. Đây là gói kẹo mì tương đen của Happy nè. Nó có chữ Play nha. Và có thêm một cái trứng nữa và sốt nước mì nè. Wow, có thêm những hạt đậu nữa nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Và đây bây giờ Happy sẽ chỉ các bạn cách mở ra nha. Wow, nhưng mà Happy nhìn cái bao bì Happy đã thấy thích luôn rồi đó. Quá là đẹp luôn á các bạn ơi. Nhưng mà Happy thấy cái hộp nó đen đen á, hình như là có thêm một cái nắp nữa. Nè, có nguyên cái chữ Play xong rồi có mặt cười nữa, y như là cái lông mũi hay con mắt vậy đó. Rồi, đó cái cho mở đây nè. Bạn thấy không? Nhưng mà có một miếng băng keo nên Happy lấy tay Happy xé ra luôn á. Rồi, nhưng mà xé nó hơi mệt nha. Rồi, Happy đã mở ra xong rồi nè. Đây là bộ mặt thật của cái mì nha, mì tương đen nè. Vừa vô thì nó cho mình cái nắp trong suốt nè. Và vừa vô Happy đã thấy một cái cây nĩa nè. Và thêm một cái sốt tương đen nè. Đó, một cái sốt tương đen Happy nghĩ là nó rất là ngon luôn đó. Nè, còn thêm một cái bong bóng là Happy rất là thích bóp mấy cái này luôn á. Đó, nhưng mà ở đây, ở đằng sau cũng không có cái gì hết nè. Và đặc biệt nó còn có thêm một cái chỗ mở bên góc nữa đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi, cái chỗ này là một xíu mình xé ra để mình đổ nước sốt nè. Và tiếp theo, đây là gói gia vị. Cái gói này rất là bí mật luôn nha. Nó có thể nổ đùng đùng, nổ banh miệng luôn á. Đó, nói chung là nó là gói kẹo nổ mà Happy nó lố các bạn ơi. Chứ không có gì đâu. Tiếp theo thì là đậu Hà Lan nè. Đậu Hà Lan, Happy rất là thích ăn đậu Hà Lan luôn đó. Rất là ngon, còn ở đằng sau thì cũng không có gì hết. Rồi, và bây giờ Happy sẽ chuyển vào món tiếp theo nha. Món tiếp theo đó chính là mì tương đen. Đây là món chính luôn đó. Wow, hấp dẫn quá đi. Có rất là nhiều sợi mì luôn nè. Cái này là ăn ngập họng luôn á. Wow, kiểu dẻ này Happy nghĩ là nó rất là dai á. Nhưng mà Happy nghĩ là nó sẽ ngon nha. Happy mở ra Happy đã nghe rất là mùi thơm luôn rồi. Và tiếp theo là trứng nè. Wow, trứng này ở ngoài nó mềm đảo nè. Còn ở đằng sau thì nó chỉ có lòng trắng thôi. Còn ở trước thì nó có lòng đỏ. Và cuối cùng là... À, đây là thịt bò nha. Wow, thịt bò vuông luôn nha. Người ta cắt vuông lên nhìn mắc cười quá. Rồi, bây giờ Happy sẽ đổ cái gói kẹo nổ vô trước nha. Đó, Happy lấy kéo Happy cắt ra nè. Đó, và bây giờ Happy mở cái bịch ra nè. Happy chúc vô nha. Đó, kẹo nổ nè, Happy cho các bạn xem nè. Happy banh cái bọc ra cho các bạn xem nha, cho nó bự hơn á. Chứ nếu như mà Happy đổ như vậy thì các bạn không có thấy được hết đâu. Rồi, bây giờ Happy sẽ đổ ra nha. Wow, nè các bạn thấy không? Quá trời kẹo nổ luôn. Wow, đẹp quá, kẹo nổ màu cam và màu đỏ nữa nè. Rồi, bây giờ Happy sẽ mở cái nĩa ra nha. Trời, cái bọc của cái nĩa rất là dễ mở luôn á. Happy xé vài cái thôi là xong luôn rồi nè. Rồi, bây giờ Happy sẽ kiểu như là trải đều cái lớp gia vị ra nha. Đó, trải đều ra gì nè. Và tiếp theo Happy sẽ để mì tương đen vào, nhưng mà nó chưa có sốt tương đen đâu. Đó, bây giờ Happy sẽ mở cái bịch tương đen ra nha. Đó, rồi Happy sẽ lấy cây nĩa nha. Chứ nếu như mà các bạn muốn bóp thì các bạn phải rửa tay trước nha. Rồi, tiếp theo là bọc đậu Hà Lan nè. Rồi, bây giờ Happy sẽ cắt cái bọc đậu Hà Lan ra để bỏ vô nha. Nè, nó có 4 viên nha các bạn ơi. Đó, Happy sẽ để giữa nè. Wow, quá là ngon luôn. Và tiếp theo là mì. À, ủa lộn. Cái này là thịt mà Happy nó lộn là mì. Đó, thịt bò nha. Nhưng mà ở ngoài đó còn có thêm một cái lớp đường nữa nè. Kẹo dẻo có thêm một cái lớp đường rất là ngon. Happy thích những cái kẹo dẻo như vậy á. Và tiếp theo đó chính là trứng nè. Trứng có lòng đỏ luôn nè. Ở đằng sau thì cũng không có gì hết. Chỉ có... À, hình như là cái trứng này là ở ngoài là marshmallow á các bạn ơi. Còn ở trong là kẹo dẻo á. Đó, bây giờ Happy sẽ lấy ra nè và để qua một bên. Rồi, và cuối cùng là nước sốt nha. Nhưng mà, đó các bạn thấy không? Bây giờ Happy sẽ đổ nước sốt vô nha. Nhưng mà đợi chút, Happy sắp cái nĩa lại cái cho nó ngay, cho đẹp đẹp xíu. Rồi, bây giờ Happy sẽ sẵn sàng rồi. Đó, Happy đã đổ nước sốt vô rồi, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Wow, cái nước sốt này nó rất là thơm mùi cola luôn á. Hồi Happy ngửi mà Happy thấy rất là thơm luôn. Happy nhìn mà Happy còn ghiền, Happy muốn ăn luôn á các bạn ơi. Rồi bây giờ Happy sẽ trộn lên nha. Rồi ở dưới nó bị đọng mấy cái đường lại á. Rồi bây giờ Happy sẽ trộn lên nha. Đó, nè, đó cái này là nổ đó. Ủa lộn, cái này là kẹo nổ, Happy lộn nó lộn. Kẹo nổ banh miệng á các bạn ơi. Đó, nè, mấy cái viên mà
đầy đủ màu á. Đó, cái này là mì nè, Happy đang lấy mì ra đó. Rồi, bây giờ Happy đang trộn đây nè. Rồi, bây giờ Happy sẽ ăn miếng thịt bò trước nha. Rồi, Happy sẽ ăn thử nha. Miếng thịt bò rất là ngon luôn nha các bạn ơi. Nó dai, nó hơi dính răng, nó không có dính nhiều nha. Rất là ngon luôn, Happy rất là thích thịt bò nha. Và tiếp theo Happy sẽ ăn đó chính là kẹo nổ nha. Kẹo nổ banh miệng. Đó, wow, tụi nó nổ bùm 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 trong miệng Happy luôn. Đúng là kẹo nổ banh miệng mà. Trời ơi, nghe bùm 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 đã lỗ tai lắm. Đó, tụi kẹo nổ nổ mà nó văng lắm luôn các bạn ơi. Nó văng tung té luôn. Đó, thêm một viên nữa nè. Mình mà cắn cái là nó nổ kẹo đùng luôn á. Đó, thấy không các bạn thấy Happy. Ôi, Happy hết hồn luôn á các bạn ơi. Rồi, nhai nè. Nếu như mà các bạn thấy cục bự á, mà các bạn nhai là nó cái đùng luôn á. Rồi, và tiếp theo thì Happy sẽ ăn mì nha. Wow, trời ơi, bây giờ kẹo nổ nó vẫn nổ trong miệng Happy nhiều quá. Rồi, bây giờ Happy sẽ ăn mì nha, để quên cái hương vị nổ hồi nãy nha. Chứ nó nổ nhiều quá. Wow, con mì rất là ngon luôn nha các bạn ơi. Đó, Happy sẽ đó, bỏ cái cọng mì ra. Happy sẽ cắn từng miếng nha. Wow, cái cọng mì không có bị dai nhiều và nó còn rất là ngon luôn á. Thêm một chút kẹo nổ nó bùm bùm, đùng đùng luôn. Rất là ngon. Kẹo kẹo này á, Happy thấy ăn nó rất là nó chua chua nha. Thêm cái nước sốt của tương đen á thì nó ngọt ngọt, rất là hợp vị luôn. Và tiếp theo là một miếng trứng, một trái trứng, một quả trứng. Rồi, bây giờ Happy sẽ sẵn nha. Happy sẽ ăn thử nha. Đó. Rồi, bây giờ Happy sẽ cắn thử cái lòng trắng trứng nha. Wow, cái lòng trắng trứng nó dai dai, nó như kẹo marshmallow. Cái hương vị của cái trứng này á, nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn nha. Happy rất là thích nè. Và bây giờ Happy sẽ ăn thử cái lòng đỏ nha. Cái lòng đỏ nó dai hơn các bạn ơi. Nhưng mà Happy thấy nó không có ngon bằng cái lòng trắng á. Nhưng mà để đây thì Happy thấy cái lòng trắng nó ngon hơn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thì Happy sẽ ăn đậu nha. Đó, Happy sẽ ăn đậu nè, đậu Hà Lan nha. Rồi, Happy sẽ ăn thử nha. Wow, rất là ngon luôn. Rất là dính răng luôn. Dính răng lắm, rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Đó, các bạn thấy Happy không? Happy dính răng á. Tội dính nhiều lắm luôn á. Không biết sao bị kẹo kẹo này dính răng quá à. Nó hơi dính răng nhưng mà nó rất là ngon luôn. Nó thơm một chút mùi nho đó. Và nó kiểu như là thêm một chút mùi táo nữa. Happy thấy cũng ngon nha. Nói chung là Happy chấm cái cục này là 5 điểm nha. Và tiếp theo Happy sẽ ăn cái kẹo cookie nha. Kẹo cookie này là Oreo đó. Cái cây phát sáng này có thể phát sáng ở trong bóng tối đó. Một chút Happy sẽ cho các bạn xem thử nha. Rồi, ở đằng sau cũng có hình cookie nữa đây nè. Bây giờ Happy sẽ mở ra nha. Đó. Wow, các bạn ơi, nó có nguyên cái hình bánh Oreo mini luôn nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và các bạn biết gì không? Cái điều rất là đặc biệt là ở dưới cái phần của bánh Oreo này nè. Ủa lộn, cái kẹo chứ. Đó, chúng ta bẻ bụp là nó mới có thể phát sáng ở trong bóng đêm nha. Đó, các bạn đã thấy không? Cái tay của Happy đó. Còn cái cục kẹo đó, cục kẹo nó bị mẻ luôn rồi. Tại vì hồi nãy Happy mở ra cái xong bị mẻ bên luôn rồi. Đó, nhưng mà Happy rất là thích luôn nha. Wow, nhưng mà cái cây phát sáng chúng ta không thể ăn được đâu. Các bạn chỉ có thể ăn cái phần kẹo thôi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu quẩy thôi. Và các bạn biết điều gì đặc biệt không? Cái áo của Happy cũng phát sáng luôn á. Tại vì cái áo của Happy phát sáng trong đêm luôn á các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Đẹp chưa? Vừa phát sáng cái áo nè và vừa phát sáng cái kẹo luôn. Wow, rất là đã luôn nha. Hương vị kẹo rất là ngon luôn nè. Có mùi cà phê nè. Còn ở trong trắng trắng là vị sữa, nó rất là ngon luôn á. Các bạn ơi, các bạn ăn kẹo đừng có ăn quá nhiều nha. Như là các bạn ăn vừa đủ thôi chứ không sâu răng đó. Nếu như mà các bạn có thèm thì các bạn xem video của Happy nè. Có việc cho các bạn đỡ thèm nha. Đó, cái cây nó bẻ nè. Happy đang bẻ mà nãy giờ nó cứng quá, Happy hết bẻ được rồi. Wow, rất là ngon luôn á. Happy rất là thích kẹo này. Và tiếp theo là kẹo gummy nha. Kẹo block nè. Có block Lego đó. Kẹo block 4D. Wow, tới 4D lần ghê á. Đó, kẹo gummy nè. Và nó có một cái chỗ trong suốt để chúng ta có thể nhìn được một gói kẹo gummy. Đó, nè các bạn thấy không? Ở dưới cái phần trong suốt á, các bạn có thể thấy được đó. Thấy được một cái thứ hồng hồng á, Happy mới thấy được luôn nè. Rồi, bây giờ Happy lấy ra cho bạn xem nè. Những cái cục Lego block nè. Đó, tổng cộng là có 3 màu thôi. Wow, và Happy mở ra, Happy nghe mùi rất là thơm luôn đó.
Trời ơi, Happy Ship Lego lên nè mà sao nó ngã hoài vậy? Happy Ship hoài không được luôn đây nè. Rồi và bây giờ Happy sẽ đổ hết cho các bạn xem luôn nha. Đó, bây giờ Happy sẽ lấy là tại vì còn một viên ở trong đây nè. Đó, để Happy đếm thử coi có bao nhiêu viên nha. Tổng cộng là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên lận nha. Và tổng cộng là tới 6 viên lận đó. Wow, rất là hấp dẫn không? Tới 7 viên lận. Rồi, và bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Cái viên màu hồng thì Happy nghe mùi son dưỡng rất là ngộ luôn. Nhưng mà Happy cắn như Happy nghe mùi rậm đỏ đó nha. Cái vị này nó chua chua, nó ngọt ngọt nha. Và tiếp theo là Happy sẽ ăn cái kẹo dẻo màu blue nha. Rồi, bây giờ Happy sẽ cắn thử nha. Cái kẹo dẻo này nó không hề chua luôn nha, nó ngọt. Và nó rất là ngon luôn, nó có mùi gì ta? Happy, hình như mùi Việt Quốc á. Happy rất là thích vị này nha. Và tiếp theo là vị xanh lá. Happy ngửi thì Happy chưa có biết là cái mùi gì đây nè. Rồi bây giờ Happy sẽ... Ui, con bướm nó bay, Happy hết hồn luôn á. Rồi bây giờ Happy sẽ ăn thử nha. Nó không, cái mùi táo nó nồng mà nó rất là ngon luôn. Wow, nó chua chua, nó ngọt ngọt. Nhưng mà Happy thấy nó ngọt nhiều quá. Nhưng mà Happy rất là thích vị này luôn. Trong 3 viên màu này thì Happy rất là thích viên màu xanh lá luôn á. Tụi không biết sao mà viên màu xanh lá rất là ngon luôn nè. Và các bạn ơi, video của Happy đến đây thì đã kết thúc rồi. Và nếu như mà các bạn thích thì nhớ like và share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bye bye các bạn nhé, ăn kẹo ít thôi. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.